Quảng Nam, lũ quét kinh hoàng, thêm một ngôi làng xã Trà Leng bị xóa sổ. Một trận lũ quét kinh hoàng đã khiến cho một ngôi làng ở xã Trà Leng bị xóa sổ. Rất may không gây thiệt hại về người. Như vừa qua thì chúng ta thấy Trà Leng là một cái nơi vùng núi ở huyện Nam Trà My. Vừa xảy ra một cái đợt lũ quét gây sạt lở núi mà khiến cho 50 hộ dân bị 50 người bị đất đá đè lên, và mọi người cứu hộ thì tìm được 33 người may mắn, còn lại số còn lại thì cũng tìm được nhưng mà không còn, và sau đó hiện giờ cũng đang còn mất tích thêm mười mấy người nữa. Thì như sáng ngày 7 tháng 11, đó là một trận lũ quét kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra tại địa phương mà khiến cho một ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn. Và lúc này thì người dân đã được chính quyền đưa đi tránh lũ trước khi xảy ra sự cố, bởi vì người ta sẽ lo ngại là có một cái chuyện lở núi, chuyện lũ quét xảy ra tiếp tục như đợt ngày 28 tháng 10. Cho nên là những người rất là may mắn và họ đã thoát được. Do ảnh hưởng của bão số 10 cho nên địa bàn của Trà Leng mưa rất là nặng. Tầm 16 giờ cùng ngày, trận lũ quét đã nhấn chìm 14 ngôi làng, 14 ngôi nhà của người dân làng Tét Bác, thôn 2, xã Trà Leng. Đợt lũ số 9 thì làng Tét Bác có 12 ngôi nhà bị lũ quét qua, và hôm ngày 6 tháng 11 thì 14 ngôi nhà còn lại trong làng cũng bị nhấn chìm trong biển nước. Rất may thời điểm xảy ra lũ thì toàn bộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn nên không có thương vong về người, nhưng thiệt hại về nhà cửa thì rất lớn. Do nước sông Leng dâng cao lên đã gây sạt lở và khiến cho toàn bộ các ngôi nhà còn lại đều đã bị sập xuống hoặc là hư hỏng nặng. Không chỉ nhấn chìm nhà cửa của dân, trận lũ quét còn khiến cho cái trường tiểu học trong khu dân cư Tét Bắc đổ sập, mà chốt bảo vệ rừng Tét Xoay đứng trước nguy cơ bị Hà Bá nuốt chửng khi mực nước đã mấp mé công trình này. Hơn 1.000 cây sâm Ngọc Linh bị vùi lấp. Ông Hồ Văn Đan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Linh, Nam Trà My cho biết, bão số 9 kèm theo mưa lớn những ngày qua đã khiến cho 1.035 cây sâm Ngọc Linh, loại từ 3 đến 6 tuổi, sâm làm giống của 9 hộ dân tại thôn đã bị thiệt hại. Nguyên nhân là do sâm trồng ở khu vực có độ dốc lớn nên nước lũ cuốn trôi, sạt lở vùi lấp. Ngoài ra bão còn khiến nhiều cây cổ thụ ngã đè dập các vườn sâm của người dân. Như mọi người biết thì sâm Ngọc Linh là một cái loại sâm rừng rất là quý hiếm của Việt Nam mình. Đã. Cho nên người dân được trồng những cái loại này có thu nhập khá là tương đối ổn định. Nhưng mà bão nó đã phá tan hết. Trước đó thì bão số 6 cũng đã khiến cho vườn sâm thôn 2 Trà Linh cũng bị vùi lấp, cuốn trôi gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chiều ngày 28 tháng 10 tại thôn 1, xã Trà Leng, trận sạt lở núi kinh hoàng đã làm cho 15 ngôi nhà bị vùi lấp, 9 người bị tử vong và 13 người mất tích. Trong đó 33 người đã được tìm thấy an toàn. Nói chung là thiệt hại do những cái lũ quét sạt lở đất thường xảy ra ở các tỉnh vùng núi của miền Trung là do những trận mưa lớn là khiến cho nước ngấm vào trong núi trong thời gian dài, và tiếp tục mưa kéo dài thì sẽ gây ra sự sạt lở, mà thường xảy ra những lũ quét gây ra
nhiều cảnh mất mát rất là thương tâm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.